quấn nhanh. Hello. Vâng, cùng đến với trận thi đấu đầu tiên của CL thứ 3. Trận này quân bài bên phía của CL là Vlick, Kata, Summer và Seang. Một cái bản đồ mà chắc chắn góc 3 giờ sẽ có kẹp Sam. Chắc chắn một điều như thế. Bên phía quân bài của GTVN Sam thì có hai Panmi, một Hit và một Kata. Hai pan cùng một cánh. Quân bài là đẹp hơn hẳn. Đến với màn hình của Gadet, anh dò khá rộng rồi nhưng chưa thấy hưa đầu, cũng chưa thấy thêm đồ ăn gì cả. Có một voi câu về luôn. Hai voi. Mèo mèo cầm hippie ở trong cánh và trận này thì sẽ chém tổng lực cho mèo mèo. Kata đầu cánh đã có hai voi về nhà, một chiếc S nhân đôi dành cho GV. Bài Kata khá là nhiều voi, ba voi. Có một bãi quả phụ. Chưa thấy. Vâng, tôi chưa thấy bầy hiêu đầu của anh ở đâu cả. Bài thì đã đủ cho Kata nhưng và một bài đánh hay tư dân và đang chờ kích đời. Bảy phút 44 và kích đời dành cho GV. Có một bầy hươu để tăng cường được chém cho GV. Trận này GV sẽ chịu trách nhiệm ở góc 3 giờ. Vâng, Hitty đánh với 27 dân. Thế nhà. Vâng, anh đang tìm một cái hốc hay chăng? Và một cái hốc khá là kín kỳ với con vực liền sát với cánh rừng thông. Cái gốc khá nhỏ để vẽ ruộng. Oh,
Tamian đánh 18 dân của Gdes. Bây giờ anh còn chưa đóng BM. À không, anh đã đóng BM. Vâng, đang chờ thực để đóng cái BS. Vâng. Gover đã gặp màu 6. Anh không dò vào trong cánh sao? Vâng. Núi là người sẽ chém ở góc 3 giờ. Góc 3 giờ là màu 7. Xa xa dường như là màu 7. Màu 7 cầm Katha. Trận này nhiệm vụ của Fami núi là phải chém chết Katha ở trong cánh để cho hit ti khỏe. Đã lên đời. Đừng bánh xe trước. Đã ăn tươi con giò của Kata và đang chém thủ cho Hitter. Anh đang đứng chém ở nhà BA để thủ trước những con chém của Katanian, khả năng sẽ đẩy sang nhà của Hitty. Vâng, đã nhìn thấy chém của Kata ở nhà Hitty. Tham 21. Vâng. Trận này thì Palmy màu vàng chỉ cần thủ nhà A cho Hitty của Meo Meo. Chờ tấn công đầu tiên của Hitty sẽ đẩy vào, cùng đẩy vào góc 3 giờ của Katha thì Katha sẽ chết chặt thôi. Nhà Katha không hề đẹp. Hitty đã bị hưng nhổn chém thẳng vào. Nạc đà của sen của hưng nhổn đang chém thẳng vào nhằm thành Hitty. Hitty đã phải chạy dần sang nhà của Pamian. Tham của Death, Pamian đầu cánh là 27/28. Anh đã bắt đầu tự vẽ điểm, dường như đã chém chết được máu 5 ninja. Vâng, máu 5 ninja điểm số rất thấp. Vâng, đánh y. Anh đang chém vào nhà sen. Một trận chém thông. Gareth đang cố gắng đi nhà sen để cho sen không thể nào mà đẩy được chém vào trong cánh của Hitty. Những con Yorick đang làm khá khó chịu cho nhà của Gdes. Gover thì vừa đưa tham đầu cánh chỉ còn 20. Vâng, anh đã phải bung nhà, không biết ai đã đánh bung nhà anh. Oh,
Kitty. Vâng, Kata ở góc bao giờ đã bị triệt tiêu rất nhiều dần. Vâng, Kitty phối hợp cùng Pami chắc chắn sẽ có một tên bao xe. Tham này đã bắt đầu đè xuống cho Game TV Handsome. Đó, tham này. Vâng, 5 cân. Pami sang nhà. Yes. Cái này bây giờ thì việc của bây giờ là màu ba tham cực kỳ to, 32/52. Chỉ cần anh thủ một kích năng đà nhà và một kích năng đà đi quản bản đồ, Kitty trận đấu thi đấu này chỉ cần cố gắng thủ và phát triển thật to. Pamian đang vừa công vừa thủ. Tại sao anh không nâng? Vâng, anh đã nâng, có một tơ nâng chạm 4 của Pamian. Pamian đối với nạc đà của Pamian thì chạm 4 thì thực sự là một cái điều gì đó ác mộng. Vâng, một kích chém, đúng một kích chém. Anh chỉ bảo kê cho Hitty. Tham Pami là một tham rất ảo. Vâng, Hitty còn meo meo đang đẩy một cung lên thẳng nhà sang của Hưng Nhổn. Không thấy sự phối hợp của Gadet. Vâng, mà là sự phối hợp cùng với lại GV. Vâng, tham đã là 50/60 dành cho Hitty. Trận này thì càng đánh sẽ tham sẽ càng đè xuống cho Game TV Handsome mà thôi. Khi mà bên Game TV Handsome có tới 3 nhà đang rất ổn định và hai ban chém cực kỳ cũ. Vâng, một tên chém cực kỳ đông của Pamian đang chém vào nhà của Sen. Đâu? Nhầm, đang nhà của Pamian của vừa núi đang bị, vâng, đã bị công bởi y của nhà màu năm và công bởi Sen. Pamian gần như, vâng, anh còn khá là ít dân, chỉ còn một. Pamian trận đấu này hoàn toàn có thể bỏ nhà. Anh đang dốc toàn bộ lực chém của mình để nên ốp nhà Sen. Trận này thực ra Pamian có thể không cần phải giữ nhà đâu, khi mà bên phía của Xế Chiều cũng khá là yếu. Chỉ cần nếu sau thời mất tam vừa rồi, mất tam của Panivian thì tam đã bị đè ngược đêm. Chém của Panivian vẫn là chém 2 khi vừa nãy đã có một tên kích trượt nên chém 4 của vừa núi. Tại sao Hitty lại không kết hợp cùng với lại Panivian ốp vào nhà Summer?
trong cánh của Hoàng Lan. Khi mà Tham Hoàng Lan bây giờ chắc là đã khá to rồi. Vâng. Vâng. ET Tham là 73. Đang quản lại nhà của màu 7 xa xa. Summer giờ này thì không có ai xem Sunlight cho tôi, khi mà Summer khả năng sẽ bật 4 sớm, ngay bây giờ thôi, khi mà các nhà bên phía của Handsome chưa động được vào nhà Summer nhiều. Một tên quýt nhầm. Không hiểu một tơ mà anh xem timeline và đã quýt nhầm và ấn vào nhầm quýt game. Timeline đang đè và một pha khá là đáng tiếc khi mà trận này cửa thắng còn rất là cao dành cho Game TV Handsome, nhưng các anh thật sự là quá liều tiều cho một pha quýt nhầm.